Affiliate Marketing là cách thức giúp người tham gia kiếm tiền trên mạng mà không cần có sản phẩm, không cần quan tâm đến việc bàn giao và hỗ trợ khách hàng. Chỉ cần đầu tư thời gian, công sức để tạo ra nội dung hữu ích giúp người tiêu dùng ra quyết định mua hàng hóa sản phẩm chất lượng với mức giá tối ưu. Qua đó, đem lại lợi ích cho các nhà cung cấp sản phẩm, giúp họ giảm tối đa chi phí hoạt động marketing. Thưa quý vị và các bạn, nền tảng công nghệ tiếp thị liên kết hay còn gọi là Affiliate Marketing có vai trò kết nối các nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ trực tuyến tới đội quân bán hàng khổng lồ. Đội quân bán hàng khổng lồ là tập hợp các doanh nghiệp, các cá nhân sở hữu nền tảng nội dung số như blog, website hay mạng xã hội. Họ tạo ra giá trị mới bằng việc thỏa mãn các nhu cầu thông tin của người dùng, qua đó nhận lại hoa hồng từ các nhà cung cấp. Và ngày hôm nay, trong chương trình Đầu tư cùng Startup, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một mô hình kinh doanh online mới này. Tào Tú đang là một trong số hàng chục ngàn đối tác publisher của ACCESSTRADE, nền tảng tiếp thị liên kết Affiliate Marketing của Nhật Bản. Hàng ngày, Tú quản lý một trang cộng đồng chia sẻ những nội dung hữu ích trên Internet liên quan đến sản phẩm dịch vụ. Truy cập trang, độc giả có thể nhận được các thông tin thiết thực như khuyến mại, mã giảm giá độc quyền, các chương trình tri ân khách hàng hấp dẫn và các thông tin đánh giá từ cộng đồng. Khi click vào thông tin đó, người xem sẽ được dẫn thẳng tới các trang thương mại điện tử lớn như Adezo, Tiki, Lazada, Lotte để mua đúng món hàng quan tâm đang được giảm giá. Điều này giúp cho người tiêu dùng chọn mua hàng hóa đúng nguồn gốc với chi phí thấp nhất mà không mất nhiều thời gian. Sau quyết định mua hàng thông qua đường link khuyến mại do publisher tạo ra, công nghệ tiếp thị liên kết ACCESSTRADE sẽ ghi nhận kết quả tự động tính hoa hồng cho publisher. Với phương thức như vậy, các publisher sẽ kết nối hàng nghìn đơn hàng, đem lại lợi ích cho cả người tiêu dùng và nhà cung cấp. Đổi lại, họ cũng nhận được thù lao xứng đáng từ phía các nhà cung cấp, lên tới hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Cái publisher thu nhập trung bình, nếu như mà các bạn mình nghĩ là hoàn toàn có thể thay thế những cái công việc hiện tại, và đây hoàn toàn có thể là trở thành một cái nghề. Và nếu như các bạn ấy có một cái chiến lược tốt, các bạn ấy làm tốt thì thu nhập các bạn vài chục triệu là chuyện rất bình thường. Cùng với các publisher, các trang thương mại điện tử cũng là những đối tác lớn của nền tảng tiếp thị liên kết. Lý do các nền tảng tiếp thị liên kết quản lý một đội quân publisher hùng hậu. Riêng ACCESSTRADE có tới trên 65.000 publisher chuyên cung cấp nội dung chuyên biệt để thúc đẩy hoạt động bán hàng trên Internet. Đại diện của kênh thương mại điện tử Shopee cho biết đó cũng là lý do chính. Họ đang khai thác triệt để sức mạnh từ nền tảng cộng đồng Affiliate Marketing. Trước đó, Shopee phải nuôi một lực lượng nhân sự đông đảo và rất nhiều chi phí quảng cáo để vận hành các kênh marketing online như Google, Facebook mà kết quả cũng không như mong đợi. Khi hợp tác với ACCESSTRADE làm Affiliate Marketing, hoạt động bán hàng đã tăng tốc mà doanh nghiệp này không phải trả một đồng lương và chi phí quảng cáo cho đội marketing online như trước. Không phải chỉ riêng Shopee mà tất cả những sàn e-commerce khác. Affiliate là một cái thành phần không thể thiếu trong một công ty e-commerce. Do đó, Affiliate là một kênh Shopee đã muốn phát triển từ rất là lâu. Và do đó, đầu năm 2018, Shopee đã đầu tư mạnh vào Affiliate. Và ACCESSTRADE là một nền tảng đầu tiên mà Shopee đã sử dụng. Và sự tăng trưởng của nó rất là khả quan. Mình có thể thấy là từ sau khi sử dụng ACCESSTRADE, cái đơn hàng từ kênh Affiliate mỗi tháng tăng trung bình là 300%. Bên cạnh các giải pháp công nghệ, vai trò của đội ngũ hỗ trợ cũng vô cùng quan trọng đối với sự thành công của mô hình Affiliate Marketing. Chị Thanh đã gắn bó với lĩnh vực này gần 3 năm. Hiện tại, chị Thanh có nhiệm vụ tìm kiếm các publisher tiềm năng trong nước và ngoài nước, giúp họ hiểu về mô hình hợp tác mới mẻ này và hỗ trợ để họ có doanh thu tốt nhất trên thị trường tiếp thị liên kết. So với những mô hình kinh doanh marketing online khác, kinh doanh theo kiểu các publisher trên nền tảng Affiliate vẫn tương đối mới ở Việt Nam. Theo chị Thanh, hiện nay ACCESSTRADE đang hợp tác với hai dạng publisher. Hiện tại thì các dạng publisher ở trên thị trường Việt Nam bây giờ đang có các dạng như là về chạy SEO, là các bạn ý sẽ làm ra những cái bài viết content và sau đó thì bạn ý sẽ SEO cái bài viết đó được lên top Google mà không phải mất bất kỳ cái chi phí gì liên quan đến quảng cáo. Còn dạng thứ hai là các bạn ý sẽ đầu tư tiền để có thể biết từ khóa hoặc là bid cái quảng cáo của bạn ý ở trên các môi trường traffic lớn, ví dụ như là Google hay Facebook. Rồi sẽ có những cái bạn là những người ảnh hưởng, làm KOL, và bạn ý sẽ sử dụng những cái sản phẩm mà phù hợp nhất với cả các fan của bạn ý để bạn ý bán các sản phẩm. Một mảng nữa là các bạn làm về email marketing. Các bạn ấy đã có data sẵn rồi, các bạn ấy có thể gọi là segment data. Thì bạn ấy đã có data sẵn rồi và các bạn ấy chỉ việc lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp với data đó để các bạn ấy đẩy sale về cho các bạn nhà cung cấp. Để các publisher hoạt động hiệu quả, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ publisher qua email support, nhận phản hồi và giải đáp khó khăn để publisher sử dụng nền tảng Affiliate dễ dàng hơn. Chẳng hạn, giúp những publisher mới biết cách tạo đường link để quảng bá sản phẩm. Hiện tại thì mỗi publisher sẽ có một cái thế mạnh riêng về các cái ngành hàng. Thì publisher có thể lựa chọn những cái ngành hàng mà họ cảm thấy là phù hợp, họ hiểu về user, hiểu về khách hàng và hiểu về cái chiến dịch đấy. Thì họ có thể phát triển cao hơn và tất nhiên là để có thể trụ lâu trong affiliate thì cần có sự kiên trì. Thì đôi khi publisher sẽ cần phải test thử nghiệm trên nhiều traffic, nhiều đối tượng khác nhau để tìm ra một cái tập target mà hiệu quả. Thì đa phần là những publisher đều cần có thời gian để tìm hiểu cái tập target đấy cho mình. Ở Việt Nam, từ năm 2015 trở về trước, hoạt động tiếp thị liên kết Affiliate Marketing vẫn khá trầm lắng. Tuy nhiên, từ giữa năm 2015 đến nay, tình hình đã đảo chiều, thị trường Affiliate Marketing Việt Nam bắt đầu có sự tham gia một cách nghiêm túc của các mạng lưới rất nhiều trang Affiliate Network. Các advertiser cung cấp sản phẩm và cộng đồng đông đảo đội ngũ publisher cung cấp nội dung. Xin chào anh, sau phóng sự vừa rồi thì anh có thể chia sẻ tới khán giả truyền hình quan tâm tới mô hình kinh doanh chia sẻ lợi ích là các bên liên quan trong chuỗi mô hình kinh doanh Affiliate Marketing, họ là ai và có đặc điểm gì? Trong cái chuỗi giá trị của tiếp thị liên kết thì tiếp thị liên kết nó gồm có 4 cái đối tác tham gia. Một là người tiêu dùng cuối cùng, trong thuật ngữ online chúng ta gọi là end user, là những người sẽ mua hàng hóa dịch vụ cái sản phẩm. Thứ hai là các cái đối tác publisher. Publisher họ giống như là những trang báo VN Express, Dân Trí, Tính Tế, cho đến những cái bạn viết blog, rồi làm Facebook vân vân này kia. Họ là những người tư vấn cho khách hàng cái kỹ năng, những cái thông tin mua hàng. Thứ ba là các cái đối tác mà cung cấp dịch vụ và sản phẩm, giống như là Lazada, Shopee, Adezo, là những nơi họ bán cái sản phẩm dịch vụ đó. Và thứ tư là những cái nền tảng giống như ACCESSTRADE, tức là cung cấp một cái giải pháp công nghệ để mà chúng ta sẽ biết được là từ khách hàng nào, từ publisher nào, bán cái hàng gì cho nhà cung cấp. Từ đó thì chúng ta mới giải quyết được cái bài toán là tính cái hoa hồng cũng như là tư vấn được cho đối tác. Nó giống như là Uber vậy, Uber và Grab vậy, nó y hệt là như thế. Vậy ACCESSTRADE có những giá trị gì và gia tăng lợi ích của các bên liên quan trong mô hình này thưa anh? Trong cái nghề này, trong cái mô hình này thì có hai cái lĩnh vực quan trọng nhất để mà chúng ta cung cấp cái giá trị cho cái lĩnh vực này. Thứ nhất ấy, là về hạ tầng công nghệ, về để mà người dùng đến tương tác với khách hàng ở trên online rồi đến mua sắm, tất cả cái đó nó phải có những giải pháp công nghệ để kết nối lại. Nếu không có giải pháp công nghệ kết nối thì chúng ta không thể tạo thành cái mô hình này được. Điểm thứ hai ấy, là phải tư vấn để tối ưu trên cái việc bán hàng. Ví dụ như một trong những kỹ năng rất quan trọng mà chúng tôi phải cung cấp cho phía publisher, tức là những cái đối tác của chúng tôi, là bán cái sản phẩm gì, bán cho cái đối tác nào là hiệu quả. Đối với những khách hàng lớn là những cái người mà trả tiền cho ACCESSTRADE thì chúng tôi cũng phải tư vấn cho họ là làm thế nào để gia tăng cái doanh số cho họ, làm thế nào để cái chi phí họ càng thấp đi nhưng cái hiệu quả thì ngày càng tăng lên. Còn đối với khách hàng thì cái mô hình này rất là đặc biệt ở điểm là hiện nay khách hàng như các bạn là những người tiêu dùng, bạn sẽ thấy bạn có vô vàn thông tin tiếp cận đến với bạn. Nào là mua iPhone từ chỗ này, mua iPhone từ chỗ kia, nhưng bạn không biết là mua đâu là tốt nhất. Thế thì với cái giải pháp Affiliate liên kết, nó giúp cho chúng ta là tìm kiếm được những sản phẩm và những cái nhà bán hàng chất lượng nhất. Và như vậy khi mà khách hàng mua thì được cái giá trị cao nhất. Bạn không phải đi tìm kiếm đâu nữa, bạn vào một website là so sánh giá của chúng tôi, bạn biết ngay được sản phẩm nào rẻ nhất. Như vậy chính là người tiêu dùng cũng được rất là nhiều cái lợi trong cái mô hình này. Ngoài các sàn thương mại điện tử thì đâu sẽ là những khách hàng tiềm năng của mô hình Affiliate Marketing này thưa anh? Thực ra mô hình này trên thế giới cũng như ở Việt Nam thì sẽ có rất nhiều những đối tượng có thể phù hợp được. Nếu nói về ngành thì hiện nay ở ACCESSTRADE có rất nhiều ngành, từ thương mại điện tử như là Shopee, Adezo, Tiki vân vân này kia, Lazada, đến những cái thương hiệu làm về du lịch, Ivy, Vu, Vntrit, Việt Travel vân này kia, đến những đơn vị làm dịch vụ về ngân hàng tài chính, VB Bank, Citibank, rồi những cái đơn vị cho vay tín dụng cá nhân khác, cho đến những dịch vụ về mỹ phẩm, làm đẹp. Tuy nhiên nó chỉ có một cái điểm, đó là thứ nhất, các bạn nhìn thấy tất cả những cái sản phẩm nó đều họ phải hoạt động có dịch vụ trên online. Nếu như không online thì nó sẽ là khó. Điểm thứ hai là cái dịch vụ nó phải phù hợp một chút. Ví dụ như là chúng tôi rất muốn bán bất động sản, rất muốn bán ô tô. Thế nhưng mà cái hành vi người dùng ở Việt Nam để mua một cái bất động sản với một cái giá trị lớn thì nó chưa quá là phù hợp. Và vì vậy chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm thị trường nó chín mùi hơn. Đó. Thì quan trọng nhất là các cái đơn vị của chúng ta có sẵn những cái nền tảng bán online thì hoàn toàn có thể hợp tác được. Theo ý kiến cá nhân của anh thì ở góc độ thị trường, hiện tại mô hình Affiliate Marketing tại Việt Nam đang phát triển ở giai đoạn nào? Ở Việt Nam, tiếp thị liên kết nó cũng là một hình thức nằm trong cái marketing online nói chung, thì nó cũng đều có một cái sự tăng trưởng chung ở ngành. Như các bạn biết là thị trường e-commerce hiện nay trung bình một năm tăng trưởng khoảng 30%. Thị trường online chung thì nó tăng trưởng, các dịch vụ khác nó còn tăng trưởng nhanh hơn. Và riêng trong lĩnh vực online marketing thì tăng trưởng một năm cũng phải tầm 3 đến 40%. Nhưng riêng tiếp thị liên kết thì với hình thức mới và hiệu quả nên là một năm nó phải tăng trưởng khoảng 100 đến 200%. Thì tôi cho rằng là thực ra cái tăng trưởng này nó sẽ còn tăng trưởng lâu nữa, trong ít nhất phải 5 năm nữa nó vẫn tiếp tục duy trì cái tiến độ như vậy. Bởi vì nó sẽ đi cùng theo cái sự tăng trưởng của thị trường thương mại điện tử nói chung. Là một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này thì anh có thể cho biết đâu là yếu tố cần và đủ để phát triển mô hình Affiliate Marketing tại Việt Nam? Hiện nay thì ở Việt Nam những yếu tố về cần thì rất nhiều, nhưng cũng rất nhiều yếu tố đủ, từ công nghệ, từ thị trường. Việt Nam một trong thị trường cực kỳ sôi động. Lấy ví dụ như là chúng tôi cũng làm thị trường này ở bên Thái Lan, bên Indo. Mặc dù chúng tôi làm từ 2013, tức là trước ở Việt Nam đến 2 năm. Thị trường Thái Lan và Indo về e-commerce họ phải to gấp 3, gấp đôi mình. Nhưng thực tế Affiliate lại không phải là phát triển quá mạnh. Lý do bởi vì đơn giản thôi là bên thị trường đó thì đã có những cái nhà độc quyền, tức là họ chiếm lĩnh cái thị trường đó rồi. Dẫn đến việc là các cái đối thủ tiếp theo họ không có nhu cầu hoặc là không có khả năng để cạnh tranh. Nhưng ở Việt Nam khác, ở Việt Nam các bạn nhìn thấy trong e-commerce có Lazada, có Shopee, có Adezo, có Tiki, có Sendo, có vô cùng nhiều. Và dẫn đến việc là phải cạnh tranh rất là lớn. Và đòi hỏi cái giải pháp như tiếp thị liên kết là cực kỳ cao. Đó là những yêu cầu quan trọng số 1 cho cái sự phát triển của bền vững. Vấn đề thứ hai là ở Việt Nam có một cái lượng publisher là những đối tác rất là lớn. Các bạn như nhìn thấy là trên Facebook hiện nay có đến hàng 500.000 các cái shop bán hàng hay các mẹ bỉm sữa bán hàng online. Và đấy chính là cái lượng cực kỳ tiềm năng để làm tiếp thị liên kết. Cái vấn đề thứ ba nữa là pháp lý Việt Nam cũng giờ cũng rõ ràng hơn, minh bạch hơn, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng cũng các thứ tốt hơn. Và đó là những cái yếu tố rất là thuận lợi. Thế nhưng ngược lại nó cũng có những vấn đề mà Việt Nam luôn đối mặt. Đó là cái tính, một là không minh bạch. Không minh bạch là gì? Đó là tôi bán nhưng tôi không biết tôi bán thế nào, không biết có bán hàng đúng hiệu quả chất lượng hay không. Và rất dễ dẫn đến sự gian dối. Các bạn biết làm online thì rất dễ là like ảo, nick ảo và không biết là đơn hàng có thật không. Điểm thứ hai đó là nhiều khi cái sự đầu tư của các cái thương hiệu của Việt Nam không đến nơi đến chỗ. Tức là chúng ta luôn thích những xu hướng mới, luôn thích những cái gì là mới lạ, chatbot, AI, machine learning, cái gì cũng biết. Nhưng không có cái gì biết sâu và không làm được đến nơi đến chốn để làm hiệu quả. Đấy là hai cái thách thức. Và nếu như chúng ta không giải được thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững. Xin cảm ơn anh về những chia sẻ bổ ích dành cho chương trình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, kinh doanh trên nền tảng tiếp thị liên kết sẽ giúp các publisher thỏa sức sáng tạo để tạo ra các nội dung hấp dẫn, thu hút người tiêu dùng. Bên cạnh đó thì nhờ liên kết tiếp thị mà các nhà cung cấp nội dung cũng có thể bán hàng mà không cần phải đầu tư, tạo ra được những cái nguồn doanh thu nhờ những hoa hồng nhận lại xứng đáng. Và đây cũng là một trong những cái hình thức kinh doanh online hiệu quả và bền vững nhất hiện nay. Đến đây thì chương trình Đầu tư cùng Startup cũng đã phải nói lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị và các bạn. Hãy đồng hành và đón xem chương trình vào lúc 20 giờ tối thứ Tư hàng tuần trên kênh VTC2. Còn bây giờ, Thanh Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại.